Hello, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bờm TV Điện Máy Trang Huề. Thì ngày hôm nay lên giúp em này, video phải nói là xả hàng thanh lý giá cực là rẻ luôn tất cả các bác nha, rất là nhiều mã sản phẩm. Rồi, anh em mua hàng bên Cu Bờm TV nhà em thì các bác không cần phải cọc và chuyển khoản nhá. Nhận hàng thì các bác đều được kiểm tra hàng cho em trước khi thanh toán luôn anh em ạ. Về một lô 50 con máy bô lông bộ các bác nhà em giá sale sập sàn luôn anh em ơi. Rồi, anh em nhìn giúp em này. Bô lông ba đèn này phải nói là hàng đỉnh chóp luôn này. Giá rất là rẻ, tầm này giá sale rất rẻ cho anh em mình luôn nha. Ba đèn led siêu sáng luôn anh em, về siết mỏ bô lông này, hay bắn với bắn tôn cực kỳ ngon. Rồi, hết hàng rất lâu rồi, đợt này mới về thêm hàng. Có vàng này, có xanh cho em ba đèn được của nó là 380 nhiêu anh em nha. Bình thường này, tem mác đầy đủ vào thế là con đều quát thế này đúng không? Đều quát ba đèn 887 đúng không ạ? Anh em phải hỏi nó không rất là thân thuộc với mã này đúng không quá? Nhìn giúp em nhá. Trước con này bán không bao giờ dưới giá 1 triệu đâu anh em ạ. Rồi, 20V đúng không ạ? Đợt này thì mất tem. Mất tem để tem nguyên bản từ nhà sản xuất hoặc là có những con không còn tem và có những con là có tem như thế này luôn nên là giá sale hết cho các bác nhà em, một nguyên một bộ anh em nhé, nguyên một bộ này. Thích xanh các bác có lấy xanh cho em, thích vàng em lấy vàng giúp em nhé. Một thân máy này, hai khối pin 10 cell chân phổ thông này, một sạc bàn cho em và có một khẩu 22 đi kèm, lại còn có dây đeo cho anh em mình luôn nhá. Giá bèo phục vụ cuối khách hàng có 650.000, 650.000 nguyên bộ này. Về với những con đầu rỗng này, anh em vừa có thể siết mở ốc này, còn vừa có thể vặn vít vặn tôn cho em cực kỳ tiện dụng luôn. Rồi anh em muốn khoan được thì các bác cắm mũi khoan trực tiếp, khoan cho em, khoan sắt, khoan gỗ rồi các kiểu luôn anh em ạ. Con này về 50 bộ phụ quý khách hàng anh em, giá sale rẻ cho các bác. 650, 650 cho em nhé. Rồi anh em mua hàng kỷ niệm luôn cho bác. Khoan thì ngày mùng 1 kỷ niệm luôn cho anh em thêm cái đầu chuyển vít nữa nhá. Thêm cái đầu chuyển vít luôn cho em nhé. Giá sale rẻ luôn, thích vàng lấy vàng, thích xanh lấy xanh. Đấy, các bác của em đi test thử xem nó như thế nào nhá. Test cái con Navara XR này, em bắn tôn trên sắt dày khoảng 5 ly luôn các bác nha. Ok các bác cùng em test thử cái con Navara ba đèn này các bác nha, với chức năng bắn vít gỗ anh em ơi. Rồi, quá ngọt luôn các bác nha. Và đây thì mới là chức năng chính của nó các bác ơi, dùng con Navara XR mở siết mở bô lông anh em nha. Ok các bác ơi, ốc 19 trên xe lít anh em nha. Các bác thấy không, phải nói là cực kỳ ngon luôn. Ngày hôm nay về tri ân cho khách hàng luôn, ủng hộ quan tâm kênh Cu Bờm TV nhà em trong suốt thời gian vừa qua luôn nhá. Giá sale rẻ cho nguyên một bộ máy bu lông siết mở ốc ba đèn thế này, lực khoảng 380 nhiêu no. Bay tem để tem từ nhà máy này, rồi có những con có tem thanh lý cho anh em 650, bao phí vận chuyển. Một thân máy này, hai khối pin 10 cell, một sạc bàn, một hộp đựng và kỷ niệm luôn cho anh em khi mua hàng là một đầu chuyển vít luôn nhá. Thanh lý xả hết cho anh em mình luôn nhá. Tầm này gọi là, nhưng mà bác nhà em là vừa mất mát một chút rồi, nhưng mà trong Nam phải nói là rất là nóng bức. Thanh lý luôn anh em ạ. Thanh lý lô quạt pin phục vụ quý khách hàng nhà em luôn. Các bác vừa xài được điện vừa xài được pin luôn anh em nhá. Rồi, con này này, vừa xài điện vừa xài pin giúp em này. Còn có tích hợp cả đèn này, anh em có thể nhìn giúp em này. Em cho thấp xuống cho các bác xem luôn này. Đây nha các bác, trời ơi, cả mắt này, có đèn,
Quạt luôn em ơi, vừa quạt vượt vừa đèn lại còn có cả núm xoay chỉnh tốc. Nói thật với các bác luôn, mã này em xả xả giá gọi là quá là bẻo luôn. Rồi, nó đường kính của nó khoảng tầm 28 29 này. Khoảng 28 29 phân cho em. Cao từ lên trên xuống này. Đó. Là khoảng 45 47 đúng không ạ? Đó. Thân quạt nhá. Anh em ở nhà có những khối pin chân phổ thông à? Rồi, thì gắn vô cho em. Khối pin 10 cell hay 15 cell đều ok nhá. Bật quạt phải nói là bao mát luôn các bác ạ. Wow, có xoay chỉnh tốc nha, rồi lại còn có cả công tắc để anh em nhà mình bật đèn luôn, vừa có đèn vừa có quạt. Tầm này mang đi picnic thì phải nói vô tư cực kỳ ngon luôn em ạ, cực kỳ ngon luôn. Quạt có đèn, quạt Camac tích hợp đèn, thân quạt cho em giá xả kho cho anh em 400 ngàn cho em nhé, 400 ngàn bao phí vận chuyển luôn. Đây, gập lên gập xuống thoải mái luôn cho em, vừa chạy được điện lưới thông thường là còn vừa xài pin nhá. Mua thân quạt có kèm củ nguồn để các bác nhà em xài vô điện lưới luôn, 400 ngàn là giá em thanh lý nhá, thân quạt nhá. Ngoài ra các bác có thể lấy thêm pin, nếu mà chưa có pin lấy combo cho em, một quạt một pin 15 xe lại còn có cả sạc tới tay các bác 780 ngàn. Giá này là giá thanh lý rồi em ơi, 780, chứ con này trước phải bán tầm 950 đến 900 luôn, rồi 780 ngàn bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Ngoài ra này, các bác có thể tham khảo cho em cái mã quạt chân quỳ. Mã quạt chân quỳ cho em nhé. Ơi, mã quạt chân quỳ này. Cả mã quạt chân quỳ xanh nói chung mà. Nó lên cho em này. Lên cho em là cái mã quạt chân quỳ xanh. Ơi, đo cho anh em mình xem luôn là cái kích thước của nó nhá. Đây, đường kính của nó khoảng tầm 29 phân này. Đường kính lồng của nó này. Khoảng tầm 29 phân cho em nhé. Quạt chân quỳ và có 100 cấp chỉnh tốc này. Đây, 100 cấp chỉnh tốc luôn. Cứ có những khối pin chân phổ thông này, chân pin M21, chân Makita gài vô cho em chạy phải nói là bao mát luôn. Thân quạt anh em sẽ được kèm theo là một cái củ nguồn, một củ nguồn để các bác nhà em cắm vô điện lưới đấy, vừa xài điện lưới vừa xài pin cho em. Quạt chân quỳ cho em nhé, quạt chân quỳ em có quạt màu xanh, quạt chân quỳ xanh cho em giá thanh lý cho em 550 ngàn, 550 em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn, nhận hàng cứ kiểm tra vô tư. Ôi, tầm này phải nói ngoài Bắc nhà em là đã mất mát trời nên là em sẽ thanh lý hết luôn. Còn trong Nam anh em nào mà gọi là thời tiết nó ô nóng nóng bức triển ngay cho em, chứ thực sự ra các bác là cái tầm này mới có giá vậy, còn chưa bao giờ có được giá rẻ như thế đâu anh em ạ. Ngoài ra này, đây anh em nào mà thích quạt vàng này, đây quạt vàng có tay sách cho em nhá, quạt vàng có tay sách này 12 inch em ơi, 12 inch luôn nhá, vừa chạy điện lưới vừa chạy pin cho em. Con này của nó là khoảng tầm 29-30 phân luôn này. Trời ơi, anh lý hết cho các bác 530 ngàn. Con này trước của nó là 650, rồi là 600 ngàn, rồi có 530 ngàn cho em nhé. Tầm này mùa ngoài Bắc mà mất mát rồi, thanh lý hết cho các bác 530 bao phí vận chuyển cho anh em. Ở nhà cứ có khối pin chân phổ thông thì ngay cho em. Ngoài ra bình thường các bác lấy combo pin cũng rất là rẻ. Đây, ví dụ con này với combo pin quả 15 cell cho em, 15 cell và 308 với cả 530 gọi là 900. Combo con này là 900, combo con xanh 950. Đấy. Cứ tính luôn cho anh em combo 900 ngàn luôn với quả pin 15 cell. Còn quả 10 cell combo còn tầm 800 thôi. Có cả pin cả sạc luôn các bạn. Ơi, có cả dây nguồn cho anh em mình luôn nhá. 530 ngàn giá sale rẻ luôn. Ngoài ra này, đây, lên cho em một cái quạt pin gọi là không than anh em nhé. Con này em chỉ còn đúng có 3 con. Còn là còn 3 con duy nhất luôn. 12 cấp gọi là chỉnh tốc độ luôn này. Ơi, anh em có khối pin chân phổ thông là gắn vô cho em nhá. Bật nguồn lên. Ok. 6 7 8 9 10. Ơi. 12. 12 cấp gió cho em. 12 cấp gió cho em bao mát luôn các bác ạ. Vừa chạy điện lưới thông thường vừa xài pin cho em, con này cũng thanh lý nốt cho bác 620 ngàn một thân nhá. 620 ngàn một thân máy cho em, trước con này là 750 luôn. Còn đúng 3 con, tất tay nốt cho anh em mình luôn nhá. 620. Cứ có khối pin chân phổ thông thì anh em chỉ ngay cho em. Khối pin chân phổ thông M21 luôn cho em. Rồi, và con này lên tiếp cho em này. Lên tiếp cho em. Lên tiếp cho em một con mã quạt pin. Quạt pin có tay sách lại còn xoay được một xoay được luôn anh em nhé. Cứ có khối pin chân phổ thông ok xả luôn. Chỉ pin 10 cell nhá. Con này lại chỉ xả được pin 10 cell thôi. Giá tầm này thanh lý rất là rẻ. Anh em nào trong Nam thời tiết đang nóng bức triển ngay cho em, hoặc các bác ngoài Bắc mà muốn mua tầm này thì giá nó rẻ, ok sắm luôn cho em. Ơi, bật nguồn lên này.
1, 2, 3 này. Rồi xoay đảo đảo chiều luôn cho mình luôn. Cực kỳ mát luôn các bác. Nó đảo chiều cho mình luôn. Thích xoay 180 độ các bác có thể xoay thoải mái luôn cho em. Rồi, cực kỳ mát luôn anh em ơi. Wow. Đây còn có cả tay sách nhá. Có thể hẹn giờ 1 tiếng, 2 tiếng, rồi là 4 tiếng cho em luôn. Có tay sách, có chỉnh tốc cho em. Mà giá tới tay anh em, giá tầm này thì không có là không thể nào rẻ hơn luôn các bác. Máy 680 ngàn bao phí vận chuyển luôn cho anh em nhá. Có kèm luôn cả dây nguồn để cắm vô điện lưới cho em nhá. Vừa xài quạt, vừa xài pin, vừa có thể xài điện, cực kỳ tiện dụng luôn. Ngoài ra này, nếu mà anh em nhà mình các bác chưa có pin, chưa có sạc gì cả, có thể tham khảo cho em. Rồi, đầu tiên khối pin cho em này, khối pin 10 cell. 10 cell 3.2A 290 ngàn một quả. Các bác mua cứ mua quạt với pin này em sẽ tặng sạc luôn cho anh em nhé. Giá thanh lý nhưng mà vẫn hoan hỉ với tất cả các khách hàng luôn. Rồi là khối pin 10 cell rồi. 10 cell 4A và 10 cell 5A. Rồi, bản mạch dòng xả lớn cho em. Thực ra thì với những khối quạt quạt các bác chỉ cần những quả mà mạch 3 phát là ok rồi. 10 cell 4A này. 380, 10 cell 5A. 470. Rồi. Và thực ra thì với quạt thì hợp lý nhất cho em thì anh em có thể tham khảo với một khối pin 15 cell. 15 cell dung lượng là 4.8A và em còn gọi 5A nhá. Mạch bao phết là đã ok lắm với quạt rồi. Thì tới đây các bác chỉ có là 380 ngàn thôi anh em nhá. Các bác nếu anh em chưa có pin có thể lấy một thân quạt một pin là đã có sạc, có cả dây nguồn luôn rồi nhá. Còn nếu mà anh em nhà mình đã có pin rồi, lấy thân quạt cho em. Tầm này giá rất là rẻ luôn các bác nhá. Từ những quạt xoay này, quạt sách này, rồi quạt quỳ, quạt không than. Quạt không than thì còn 3 con thôi các bạn. Rất là ngon anh em ạ. Hôm nay thì em cũng về luôn cho các bác nhà em là một cái thùng đựng đồ nghề. Rồi, thùng đựng đồ nghề các bác nhìn rõ các em. Em đang cầm là cái thùng 17 inch này. Wow, 17 inch này, hơn 100 cành cho anh em luôn này. Đây anh ơi, thôi các anh em nhìn giúp em này. Các bác nhìn giúp em, anh em nào mà đi câu này hay anh em mà đựng đồ nghề trong gia đình. Thôi tắm luôn cho em đang để cho các bác là cái thùng đựng đồ nghề gọi thùng nhựa 17 inch cho em nhé. 17 inch này, dài khoảng 40 này. Rộng cho em này, rộng khoảng 20 cho em nhé. Rộng 20 cho em, cao này. Cao khoảng tầm 18 này, rộng 18-20, cao khoảng 18-20 luôn cho em này. Đây, phía bên trong này. Phía bên trong có một khay anh em mình có thể đựng đồ nghề cho em nhá. Ở dưới các bác đựng đồ nghề, trên có thể đựng nội vít các kiểu luôn cho em. Hai phía trên cho em này. Đựng các thứ cho em luôn nhá. Cực kỳ tiện dụng luôn anh em ơi. Mang sách đi làm này quá là ngon luôn. Mà giá cho anh em chỉ với giá là với thùng này này. Thùng này 17 inch cho em này. 17 inch tới tay anh em 180 ngàn. Hoặc là có size lớn hơn. Size lớn hơn là size thùng 19 inch. 19 inch thì nó là dài 45 phân này. Rộng 20 phân và cao là 20 phân cho em. Thì thùng 17 inch là 180 ngàn. Em bao ship. Thùng 19 inch cho em 210 ngàn bao phí vận chuyển cho anh em nhà mình luôn nhá. Và tiếp theo này, tiếp theo là một cái thùng này là con thùng đựng máy bê tông. Hộp đựng máy khoan bê tông 3 chức năng cho em nhá. Hộp không em ơi, bán máy rồi. Đây, bê tông 3 chức năng cái này nhá, mã 26 này. Đó, bán máy rồi là còn hộp này. Còn hộp bán luôn cho anh em mình luôn này. Có khoảng 4 cái hộp thế này thôi. Rồi. 50 ngàn cho em nhá, rất ít khi có hộp bán anh em ạ, 50 ngàn cho em, đó. Thật sự luôn, ngày hôm nay giá rất là rẻ, phục vụ quý khách hàng nhà em luôn các bác ơi. Trời ơi, anh em nào có nhu cầu máy này, có nhu cầu phụ kiện gì đó, các bác có thể alo trực tiếp cho em qua tất cả các đầu số nhà em, đó là 0929 này, 826 628 hoặc 0982 826 628. Thì cửa hàng em ở tại Lý Nhân, Hà Nam, anh em ở gần cũng có thể qua trực tiếp cửa hàng, xem hàng, test hàng và mua hàng anh em nha. Và anh em quan tâm thì cũng có thể để đăng ký kênh hoặc bấm chuông thông báo để cập nhật video mới nhất ạ. Em xin chào tất cả các bác ạ.